bé Alaska làm nũng vì cô chủ suốt ngày chỉ biết lo chơi game. Cô chủ của mình suốt ngày chỉ biết chơi game, bỏ bê không chịu chơi với mình, nên em Alaska này cũng tủi thân lắm. Em liền chạy lại sofa để làm nũng cô chủ của mình. Cơ mà lúc này cô chủ đang đánh đuối với game rồi, nên em bị bơ đẹp luôn. Cảm nhận mình không được quan tâm, em Alaska này bắt đầu lên giọng trách móc kiểu: bảo yêu thương người ta mà giờ chỉ ôm cái điện thoại thôi, trông giận dỗi lắm kìa. Ẩm ướt vậy thôi, nhưng khi cô chủ bắt đầu quay sang dỗ dành ẻm thì ẻm lại bày ra vẻ mặt tủi thân, hờn dỗi cô chủ, không cho cô chủ chạm vào người mình. Xong còn làm mấy cái hành động giải nải khóc lóc nữa kìa. Lúc này cô chủ mới phát hiện ra lỗi của mình, bèn vội vàng xin lỗi rồi làm hòa với bé Alaska. Sau một hồi năn nỉ, ẻm cũng chịu để người ấy bế mình nằm vô trong lòng để vuốt ve. Sau đợt này cũng rút kinh nghiệm, đừng bỏ bê các bé nhà mình nha các sen ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.